Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc hạng B quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent Blue. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì mới lăn bánh đúng 4.8 km các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn, zin, không tua. Và tất cả là còn nguyên bản, kể cả là dàn lốp theo xe từ năm 2016 là còn nguyên luôn các bạn nhé. Máy móc còn nguyên, tất cả là còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị các bạn, với những chiếc xe Hyundai Accent Blue nhập khẩu nguyên chiếc thì là những chiếc xe sản xuất năm 2016 như chiếc này đây, là gần như những chiếc cuối cùng ở Việt Nam rồi quý vị các bạn nhé. Vì từ năm 2016 thì Hyundai cũng đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn lắp ráp cho những chiếc xe Hyundai Accent, cho nên là những chiếc xe 2016 này rất là ít luôn các bạn ạ. Tôi đếm quanh ở trên thị trường xe cũ tại Việt Nam lúc này cũng chỉ có vài chiếc thôi. Chiếc này là chiếc 2016 nhé, tìm quanh cũng chỉ có một vài con 2014, 2015 thôi quý vị các bạn ạ. Có thể nói là rất là hiếm luôn. Và thưa với quý vị các bạn, những chiếc xe Hyundai Accent ở cái phiên bản Blue, tức là phiên bản đủ đồ nhất rồi quý vị các bạn nhé, đầy đủ option rồi, từ cửa sổ nóc này, đèn pha bi xen ông này, đèn led ban ngày này, đầy đủ rồi. Bản Blue là bản đầy đủ nhất, bản cao cấp nhất của Hyundai Accent quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn. Và chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent Blue 2016 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent Blue nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent Blue nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được 4.8 km các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent Blue 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, hoặc là đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.